Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, câu 43 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê, chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điểm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Trong các sách tin mừng, chúng ta thường gặp nỗi sợ hãi, lo lắng của những bậc cha mẹ trước căn bệnh hiểm nghèo của con mình. Ông trưởng hội đường Giai-rô khẩn khoản nài xin Đức Giêsu: con bé nhà tôi gần chết, xin thầy đến và đặt tay trên nó. Bà dân ngoại gốc Canaan kêu lên: xin thương xót tôi, vì con gái của tôi bị quỷ ám trầm trọng lắm. Người cha có đứa con bị động kinh cũng nài van Đức Giêsu: xin thầy chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Trong bài tin mừng hôm nay, viên sĩ quan có lẽ của vua Herodê cũng năn nỉ: xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Bệnh tật và cái chết đang đe dọa đứa con khiến cha mẹ khổ đau và bối rối. Họ không muốn mất đứa con đã trở nên một phần của đời họ. Họ vội vã đến với Đức Giêsu như đến với một nơi có thể cấp cứu kịp thời. Họ tin vào sự hiện diện của Ngài, vào sự chữa lành mà Ngài đem lại. Lòng tin của viên sĩ quan đã lớn lên từ từ. Ông tin nhờ nghe người ta nói về những gì Đức Giêsu đã làm ở vùng Giu-đê. Ông gặp Ngài vì tin Ngài có thể chữa đứa con trai đang nguy tử của ông bằng cách đi với ông về nhà ở Capernaum. Nhưng sau đó ông tin vào uy quyền của Đức Giêsu: ông cứ về đi, con ông sống. Nên ông vâng lời đi về nhà một mình. Chẳng cần sự hiện diện, chỉ cần lời của Ngài nói từ xa cũng đủ con ông khỏi bệnh.
lòng tin của ông được vững vàng hơn khi ông kiểm chứng và biết rõ chính vào giờ Ngài nói thì con mình được chữa lành. Bây giờ hẳn ông đã tin trọn vẹn vào chính con người Đức Giê-xu. Lòng tin ấy lôi cuốn cả gia đình ông tin theo. Sau khi dấu lạ xảy ra, không thấy nói gì về thái độ ngạc nhiên của gia quyến. Kết quả tuyệt vời của dấu lạ là chính lòng tin của mọi người trong nhà. Họ sẽ được ông kể cho nghe từng chi tiết câu chuyện gặp gỡ. Trong tiệc cưới ở Cana, lòng tin của Đức Maria đã dẫn đến dấu lạ đầu tiên. Dấu lạ này khiến các môn đệ Đức Giê-xu tin vào Ngài. Trong dấu lạ thứ hai này ở Cana, lòng tin của viên sĩ quan, của một người cha, đã dẫn đến lòng tin của những người thân thuộc. Lòng tin thật sự bao giờ cũng có khả năng thu hút, lôi kéo, lan rộng. Ngay trước đoạn tin mừng này, chuyện người phụ nữ Samari cũng cho ta thấy điều đó. Từ lời chứng của chị, dân thành Sikha đã tin vào Đức Giê-xu. Đời chúng ta cũng có những lúc tưởng như tuyệt vọng. Khi ta thấy tuột khỏi tay mình những gì rất quý mà mình muốn ôm giữ, hãy nhìn lên thánh giá để khỏi mất lòng tin. Hãy chấp nhận đi vào những nẻo đường lạ lẫm mà Chúa đang mời gọi. Như viên sĩ quan, ta sẽ gặp tin vui ngay trên đường về nhà. Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích. Thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giê-xu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời, mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy Cha, đó là niềm tin của con. Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.